đi ra cái gì quay cho nó mà nó chịu để là cái gì vậy đi quay đó thì phần chị đã được trái rồi canh còn chưa có trái nào mà ngoài có áo cam đẹp quá trời, tiếng quá trời.
quốc dâu chung nè. Ôi ôi chạy 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 chết rồi. Đây có bên gì cái gì đây có chung hai tầng nhà. À hai ao. Thằng dùng đào đúng không? Giao đào vào dùng. Ơ. Chạy nè. Chạy nè. Ừ. Ôi dùng nè. Dùng nè. Ừ. Dùng nè. Đây rồi.
Ngoài. Quay. Đó, cố lên, cố lên. Không chứ. Chuẩn bị đi càng hơn, càng hơn. Càng hơn. Sao vậy Trung? Tay có được không? Bắp lại. Xuất sắc quá. Không đeo. Không đeo. Rồi, hay quá. Rồi, đây. Đây nè. Một cam. Ê, cái này mình gỡ nè. Chứ thôi, thầy lấy mình gỡ. Thầy lấy mình gỡ. Trời, lúc thời khắc là quan trọng nhất. Em trái rồi. Em trái rồi. Bán đồ vừa nha, vừa bán lộ liễu quá. Ngoài nha. Ngoài nha. Hay quá. Hay đeo, cố lên sắp. Ừ. Chạy. Ăn sao, là ừ. Hay quá nó ơi. Ừ. Chạy. Rồi lên tôi. Giao cho bên đó. Đâu giao hàng giao thuốc kia vậy. Bỏ. Đây thì giúp tay cho chứ không mà tôi đỡ liền. Đây. Bắt chạy. Bỏ luôn, thôi cũng mà cũng bật lên. Lắc cái cỏ đi. Chạy nè. Ôi chạy nè. Quá là sao. Ờ đúng rồi, nãy giờ ta thấy đó, mình đụng xíu. Ba cái này cũng bị lủng luôn nè. Ờ trời ơi, lan giật kỳ quá. Bên đó xa, bên đó xa. Trời ơi, Vinh Hà mà. Đó vậy qua cây rồi. Qua cây rồi, có gì? Ờ, có vũ nữa. Để anh Hà thấy chơi chiêu lắm, tao chơi lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời ơi. Gió quá,
Rồi. Rồi. Hai đều. Một quá luôn. Bài. Lục lục. Lục. Đúng rồi. Vậy là sao chịu nổi mà đó bỏ chứ. Năm mấy rồi? Hai ha. Rồi khác lên quả mà. Quả mà. Đâu hai. Cái này phải ra ngoài nè, khỏi cần thôi nè, 5-7 đó, nhìn ra ngoài nè, đó, khó năm biết lắm, thôi hoài à, biết mà, đâu, rồi, lút, lút, giờ chuyện sao nhảy lên dây, nhiều, rồi vô là ăn rồi đó qua kia rồi bây giờ ra ngoài này nhìn nha đó đâu đâu bố hả Thank you.
chạy à. Rồi bỏ xong bếp luôn. Hay quá. Lên đường luôn. Tớ nào. Hay quá, ngày đây phối lên. Ha 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 ha
Chết. Thắng ơi.
chút bánh lên thử. Hay quá. Rồi tao về.